Nhật ký trên biên giới Việt Trung 1885-1887 của Dr. Paul Ness, Sông Hồng Dịch. Chương 7. Gặp gỡ gần cửa Ai Loa, ký kết bản thỏa ước chính thức thứ nhất tại Hô Điêng. Ngày 24, con đường đến làng Bác Ca có khá hơn. Chúng tôi đến nơi sớm và sửa soạn chỗ trú quân. 2 cây số cách đây là cửa Trung Hoa Ai Loa. Các ủy viên Trung Hoa yêu cầu chúng tôi theo họ đến đấy. Họ đã nghỉ qua đêm trên đất Trung Hoa, trong một ngôi làng trên biên giới. Vì thế, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi, mà bắt đầu từ ngôi làng, trở nên rất tệ hại, ghê gớm. Chúng tôi vượt qua một dòng nước có rào kín, rồi những dấu mòn nằm ngay dưới chân đồi cao, và dốc trên đó là cửa Ai Loa tọa lạc. Vượt qua một con đường mòn, ngựa của ông Hess bị lật nhào cùng với người cưỡi, nhưng ông đã đứng dậy được, người phủ đầy bùn sình đen và nhớp nhúa. Tuy nhiên, ngay sau đó, chúng tôi chẳng thể làm gì được nếu không có ông Hess, người duy nhất trong đoàn hiểu tiếng Trung Hoa. Tình thế thật tế nhị. Vấn đề là đồng ý theo bản tường trình chính thức về vấn đề phân định biên giới, và trong 2 ngày chúng tôi thảo luận không có sự đồng ý cách để chỉ định nơi hay khu vực tọa lạc 150 mét kể từ cửa Trung Hoa. Trên đường từ cổng này đến Đồng Đăng, chính tại điểm mà con đường này bị cắt ngang, chính tại điểm mà con đường này bị cắt ngang bởi con suối. Chúng tôi, trong sự thỏa thuận hoàn toàn về điểm trên bản đồ để chỉ định, nhưng các ủy viên Trung Hoa từ chối tất cả các phương pháp chúng tôi đề nghị chỉ định nơi này, mà cũng chẳng muốn đề nghị một phương pháp của riêng họ. Chúng tôi bắt buộc tự hỏi, liệu có phải chúng tôi đã không ngu ngốc và phải chăng tất cả thiện chí và cố gắng của chúng tôi sẽ chấm hết với những chữ ký của các đồng nghiệp đính kèm với các chữ ký của chúng tôi trong bản báo cáo chính thức hợp lý. Vì thế, không kịp rửa mặt, lem luốc với bùn sình, ông Hess can đảm đã tháp tùng chúng tôi lên tận đỉnh ngọn đồi, và ở đấy, mọi người ướt sũng đến thắt lưng. Vì chúng tôi đã phải vượt qua một con sông. Chúng tôi thảo luận ở giữa trời, ngồi trên các băng ghế gỗ gần sát bên cổng, từ 4 giờ chiều mãi đến tối mịt. Một làn gió nhẹ thổi qua, chúng tôi vừa lạnh, vừa đói. Các ủy viên Trung Hoa đã không nhượng bộ. Họ đã ăn súp nóng với hạt sen, và cuối cùng, lúc 8 giờ tối, chúng tôi đồng ý trên phương cách để chỉ định điểm trong vấn đề, một phương cách đã tốn mất 2 ngày với 20 lần đề nghị. Chúng tôi lập tức làm một dự thảo báo cáo chính thức. Chúng tôi làm 2 bản bằng tiếng Pháp nội trong đêm, họ làm 2 bản bằng tiếng Trung Hoa, và chúng tôi chia tay nhau, chịu đựng cơn giá lạnh, nhưng hứa là sẽ ký bản báo cáo chính thức vào buổi sáng sớm. Trời rất tối, và chúng tôi đã phải đi xuống ngọn đồi dốc, vượt qua các lối mòn và băng qua con sông, và điều này có vẻ gần như không thể thực hiện được. Tuy vậy, nó cũng rất cần thiết, bởi vì 2 bản báo cáo chính thức của chúng tôi và các bản sao của các bản đồ phải sẵn sàng vào sáng mai trước khi các ủy viên Trung Hoa, người đã xác định qua ông Hart và kỹ sư Li rằng cuộc mặc cả đã được thực hiện, có thì giờ trở lại với lời nói của họ. May thay, những kỵ binh Phi Châu đã chẳng uổng phí thì giờ. Trong lúc chúng tôi thảo luận, được một vài phu khuân vác, trang bị cuốc xẻng và búa, giúp đỡ, họ đã đặt những bó gỗ nhỏ trên các dấu mòn, nâng cao 2 bờ sông sâu, chuyển đổi dòng nước nguy hiểm nhất
Và mặc dù trong đêm tối đen, những con ngựa nhỏ của chúng tôi đã mang chúng tôi về lại trại chúng tôi không khó khăn. Chúng tôi đã có hẹn với các ủy viên Trung Hoa ngày hôm sau tại làng Khô Điêng để trao đổi các bản báo cáo chính thức. Đó là một cuộc phối hợp lâu để chứng minh 4 bản báo cáo, 2 bằng Pháp ngữ và 2 bằng Hoa ngữ và 2 bản đồ để đính kèm, đưa chúng tôi ký tên và cho các ủy viên Trung Hoa ký tên và đóng dấu. Biết rõ rằng các đồng nghiệp của chúng tôi sẽ không thức dậy sớm, chúng tôi đã không khởi hành trước 8 giờ sáng, và chúng tôi đã tới Khô Điêng lúc 9 giờ, dưới trời mưa tầm tã. Trời rất tối bên trong 4-5 căn nhà thuộc dãy làng này, và các căn phòng có vẻ buồn, u ám, đến nỗi chúng tôi nới rộng mái với vài bó rơm ám khói mà chúng tôi tìm thấy rất khó khăn. Và chẳng bao lâu, những hạt mưa to nặng hạt đã rơi xuống mái rơm. Chúng tôi sắp xếp vài tấm ván để làm các băng ghế và vài cái bàn dưới mái che tạm thời này. Và các đồng nghiệp chúng tôi sẽ đến, ướt sũng, mình đầy bùn, mặc dù ghế với các người khuân vác, nhưng luôn luôn vui, chào đón trong tinh thần cao. Chúng tôi trao đổi các bản báo cáo với nhau. Những bản Hoa ngữ được chứng minh hết sức cẩn thận bởi ông Hess và các bản Pháp ngữ với bản đồ cổng Iro vào Trung Hoa, những cái tên mà vừa chữ Pháp vừa ký tự Trung Hoa, được cẩn thận xem xét bởi các ông Hart và Lee. Chúng tôi thu xếp cất giữ các tài liệu quý báu này để không bị những giọt mưa pha lẫn với mồ hôi rơi khắp nơi làm ướt. Nhưng một câu tiếng Pháp đã làm dấy lên suy nghĩ của ông kỹ sư Lý. Các ủy viên Trung Hoa sẽ không ký tên nếu chúng tôi không sửa lại phần câu văn này. Mà theo chúng tôi, hơn thế nữa, chẳng có gì quan trọng. Đại úy Buine, người viết chữ đẹp nhất trong số chúng tôi, viên thư ký đã ở lại với chủ tịch tại Đồng Đăng, sao chép lại 2 bản báo cáo chính thức bằng Pháp ngữ, dưới cơn mưa như chút thác. Chúng tôi thu thập chữ ký cho các báo cáo chính thức, kèm theo các bản đồ của sự phân định biên giới Bắc Bộ trước giờ ngọ. Một phái đoàn giữ một bản báo cáo chính thức của một thứ tiếng và bản đồ, đo đạc và vẽ bởi các sĩ quan địa hình của chúng tôi, và trên đó, tất cả các điểm chúng tôi đã cùng nhìn thấy đều được chỉ rõ bằng Pháp ngữ và ký tự Trung Hoa. Đây là một thành tựu ích lợi và tốt đẹp, nó không nhiều lắm, đó là sự thật, nhưng rất xác định, nó là tài sản an toàn cho tương lai, và nó cũng đã cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Đến nỗi chúng tôi thật sự hãnh diện về nó, và với một tấm tình chan chứa, chúng tôi đã uống một ly rượu sâm banh với các bạn đồng nghiệp Trung Hoa của chúng tôi, những người có vẻ cũng rất vui mừng như chúng tôi vậy. Ngày 26, chúng tôi ra đi lúc 8 giờ sáng. Con đường ở đây tốt hơn, miền đất đông dân cư hơn. Lúc 11 giờ, chúng tôi dừng lại một ngôi làng lớn ở Con Năng, nơi chúng tôi chờ đợi các ủy viên Trung Hoa, và chúng tôi đồng ý khá dễ dàng về bản báo cáo về sự phân định biên giới giữa các cổng Airo và Ai Loa. Từ điểm này trở đi, chúng tôi đã di chuyển khá xa khỏi đường biên giới. Chúng tôi đang ở dưới chân dãy núi cao khống chế cả một diện tích, và dãy núi đó người ta có thể nhìn thấy rõ từ cổ thành Lạng Sơn, đó là núi Mẫu Sơn. Dãy núi hoàn toàn thuộc Bắc Bộ, rất thú vị để thám hiểm, nhưng từ quan điểm phân định biên giới chẳng có sự tranh cãi nào, và chúng tôi cũng chẳng có ý định đi vào dãy núi ấy. Đặc biệt,
không phải trong lúc này của năm với một đoàn tùy tùng lớn như thế này. Hành trình trên biên giới Việt Trung 1885-1887 của tác giả Dr. Paul Nais, Sông Hồng Dịch, tiếp theo kỳ trước. Chương 8, Phô Đen, Núi Mẫu Sơn, Du Hành Trên Đất Trung Hoa, Na Thòng. Để đi vòng qua núi Mẫu Sơn, nằm trong lãnh thổ Bắc Bộ, cần phải đi trở lại gần như đến Lạng Sơn. Như thế, chúng tôi đồng ý quanh vùng ấy giao cho lãnh thổ Trung Hoa. Vào buổi chiều, bỏ người Trung Hoa ở Cô Nang, chúng tôi đồn trú tại một ngôi làng xinh đẹp, xây dựng bằng gạch mái ngói và với một ngôi chợ mái ngói. Đây là làng Phô Đen. Tại đây, chúng tôi gặp đoàn tiếp tế gửi đến cho chúng tôi từ Lạng Sơn, tháp tùng bởi một đại đội bộ binh Bắc Bộ và một đại đội thuộc tiểu đoàn Phi Châu để thay thế cho các chiến sĩ thuộc trung đoàn thứ 23 được gọi về Pháp. Không thể không có luyến tiếc khi chúng tôi nhìn thấy đại đội thuộc trung đoàn 23 ra đi và các người lính quân dịch thuộc đơn vị ấy và là những chiến sĩ có kỷ luật, can đảm và rất đúng giờ giấc khi thi hành nhiệm vụ, được thay thế bằng các chiến sĩ của tiểu đoàn Phi Châu, những người được chỉ định bởi các tên như Vui Tươi hay Gió Tây. Để cung cấp đầy đủ chi tiết trên đường biên giới, vì không có tranh cãi nào về chiếc cửa biên giới hãy còn khá xa, chúng tôi gửi các sĩ quan địa hình tháp tùng bởi đoàn địa hình Trung Hoa đi thám sát biên giới. Các đồng nghiệp Trung Hoa thật ra đã có đem theo 10 người từ các kho quân cụ của đế quốc và những người họ chỉ định với tước hiệu là các sĩ quan địa hình. Chúng tôi phải nói rằng, ngoài 2 người trong số họ có đi du học ở Mỹ và nói chút ít Anh ngữ, những người khác, theo các sĩ quan địa hình người Pháp, có dịp xem họ làm việc, có vẻ không biết đọc bản đồ. Vào ngày thứ 17, chúng tôi lại ra đi. Chúng tôi đi về một phía, và các sĩ quan địa hình của chúng tôi đi về một phía. Chúng tôi đi thẳng đến làng Napia, không xa cửa Naki. Từ đó, chúng tôi phải đi vào lãnh thổ Trung Hoa. Giống như tất cả các cửa ải khác mà chúng tôi đã từng nói đến, ngoại trừ cửa Chế Nam Quan, đó chỉ là một cái cổng đơn giản bằng tre, nối liền với bờ thành là hai ngọn đồi khống chế con đường đèo có cửa ải. Chúng tôi đã trèo liên tục 2 ngày, và mặc dù mùa sắp tới đã đến, hàn thừ biểu biến thiên từ 11 và 13 độ trong suốt ngày. Tập họp giữa trời gần cửa ải, chúng tôi chứng minh những báo cáo chính thức thứ 2 và đính kèm các bản đồ. Chúng tôi kết luận rằng chúng tôi đồng ý với nhau về mọi ý lời và chúng tôi đã đi theo các con đường khác biệt, người Trung Hoa về Trung Hoa, nơi chúng tôi sẽ gặp gỡ sau ngày kế tiếp và chúng tôi đi đến làng Napia. Tất cả các làng này, như chúng tôi đã nói, do người Thô sinh sống, ngôn ngữ chứa đựng một số lớn tiếng Xiêm hay các từ Lào. Vì thế, không ngạc nhiên rằng, tại đây, chúng tôi tìm thấy các tên làng đi trước bằng chữ Na, mà gần Loang Prabang có nghĩa là ruộng lúa. Trước kia, bên hữu ngạn sông Mekong, chúng tôi đã đi qua một loạt các làng mạc gọi là Na Lê, Na Pê, Na La, vân vân. Ngày thứ 18, dưới trời mưa tầm tã, chúng tôi tiến vào đèo Nakiai.
Bên kia chiếc cổng, con đường trở nên hết sức nguy hiểm. Chúng tôi nhanh chóng đi xuống trên mặt đất sét trơn trượt, nắm lấy cương ngựa, và chúng tôi đã tới, ướt sũng nước mưa, tại làng Trung Hoa Na Thông, lúc 10 giờ 30 sáng. Đó là một làng nghèo, chỉ có vài mái nhà tranh. Các ủy viên Trung Hoa đã dựng một lều lớn ấm cúng cho chúng tôi, với các kệ tre làm giường ngủ. Khi chúng tôi vừa đến, chúng tôi tập hợp trong lều để ký bản báo cáo thứ hai, mà chúng tôi đã hoàn toàn thỏa thuận trước. Wang đã có một sự vui mừng trong thời gian này và đã phục vụ chúng tôi bằng một tô súp nóng và cay, gồm có mì, gạo, cá và thịt đùi băm nát. Có lẽ vì các cơ hội mà họ đã phục vụ chúng tôi như vậy, dường như cao cấp hơn tất cả các món ăn Trung Hoa nào mà chúng tôi đã ăn qua. Buổi chiều thật tuyệt đẹp. Các ủy viên Trung Hoa đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi có thể đi bất cứ nơi nào chúng tôi muốn mà không có gì trở ngại. Và vì chúng tôi đã phải vượt qua Na Thong, chờ đợi các sĩ quan địa hình, chúng tôi bỏ lại dưới sự hướng dẫn của các sĩ quan Trung Hoa để đi du hành tại khu lân cận. Ở chân núi Mẫu Sơn, nhô cao lên phía tây nam như một bức tường thẳng đứng, tạo thành một biên giới tự nhiên không thể nào chối cãi được. Về phía sườn Trung Hoa, trải dài trước mắt là một đồng bằng bát ngát, trồng trọt và rải rác nhiều làng mạc, và cắt ngang bởi một dòng sông nhỏ chạy song song với biên giới tận lên phía bắc và chảy về phía Ninh Minh Chiêu. Từ đó, nó chảy vào sông Căng Tông và là phụ lưu của nó. Chúng tôi đi theo dòng sông bằng cách đi ngược lên và vượt qua nó 5-6 lần, qua những tảng đá lớn, đến một ngôi làng có chừng vài trăm cư dân. Đầu tiên là đàn ông, rồi đàn bà, và cuối cùng là cả cư dân chạy ra khỏi làng để xem các con quỷ ngoại quốc mà họ chưa từng thấy. Cũng không có ác ý chi trong sự tò mò này. Và sau khi chúng tôi đã phân phối và đồng tiền nhỏ cho mấy đứa bé, chúng tôi đang ở trong một xứ sở thân thiện. Những người này khác hẳn với người thô. Đọc theo kiểu Trung Hoa, mũi phẳng hơn, xương gò má ngạnh hơn, mặt vuông hơn, mắt hơi sách hơn. Những căn nhà không được dựng bằng cột nhưng ngay trên mặt đất và gần với lối vào làng, người ta chú ý một ngôi chùa Phật. Ông Hess không thể làm cho người ta hiểu mình bằng cách sử dụng tiếng Quảng Đông. Tuy nhiên, họ không nói tiếng thô, nhưng tiếng Quảng Đông hoàn toàn khác hẳn với tiếng miền Bắc Trung Quốc. Khi chúng tôi trở lại trại, trời gần như tối hẳn, và 8 cây kèn của các ủy viên Trung Hoa đang cất lên tiếng thu quân với âm thanh dễ sợ. Thường, về đêm tại Đồng Đăng, chúng tôi đã nghe âm thanh của các kèn này. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ dự buổi lễ thật gần như vậy. 8 chiến sĩ trong đồng phục chính quy và mang trên ngực tên các ủy viên mà họ thuộc về, đứng xếp hàng trước những lá cờ Trung Hoa lớn cắm trước các lều của họ. Được trang bị bởi các dụng cụ lớn hơn 2 thước dài, tương tự như các loại kèn mà người ta dùng để trang bị, được người tuyển lựa hay những người mà các nghệ sĩ giao cho các thiên thần ở ngày phán xét cuối cùng. Họ đã tạo nên những âm thanh lạ, hài hòa nhau đáng kể mà người ta có thể nghe được từ nơi rất xa, xen kẽ rất cao, rất thấp, bằng cách
nhấc cái chuông của dụng cụ lên trời về hướng mặt trời lặn hay bằng cách hạ chúng xuống phía mặt đất. Đêm đầu tiên của chúng tôi trên đất Trung Hoa trôi qua không một biến cố. Trong cái lều mà ông Wang đã dựng cho chúng tôi, và vào buổi sáng trước bình minh, chúng tôi đã bị đánh thức bởi hồi kèn chào mừng bình minh. Ngày 29, vào buổi sáng, các sĩ quan địa hình đã đến trong cơn mưa như chút. Họ đã minh chứng cùng với các sĩ quan địa hình Trung Quốc. Điểm phải được xác định, nhưng họ đã không tìm thấy chỗ trú ẩn qua đêm và họ đã trở về mệt nhoài. Trận mưa đã trút xuống như thác đến nỗi căn lều của chúng tôi không còn giữ chúng tôi khô ráo nữa, và một trận thác đã xé toạc cái giường và ngập nước hành lý chúng tôi. Giữa trưa, mặt trời lên chói chang. Cuối cùng, chúng tôi có thể nấu nướng. Chúng tôi ăn trưa chung với các sĩ quan địa hình và các sĩ quan đoàn hộ tống. Rồi, lúc 1 giờ chiều, chúng tôi khởi hành. Nhưng sau khi đưa cho Heron, trung úy kỵ binh, thời gian để chụp tấm ảnh trại Na Thông và các ủy viên Trung Hoa, Đại tá Tisser ra lệnh hối đi, mặc dầu những người đã đến trong ngày hãy còn mệt mỏi. Làng Na Thông thật sự bé nhỏ, và để tìm chỗ trú ẩn dưới mưa, các chiến sĩ của chúng tôi và quân chính quy Trung Hoa, cũng như các phu khuân vác Trung Hoa và An Nam đang chen lấn nhau, cần phải chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt. Buổi chiều thật tuyệt vời. Chúng tôi vượt qua bình nguyên bằng một con đường đẹp trong 1 giờ rưỡi, theo dãy núi Mẫu Sơn, đi gần sát một ngọn thác đổ xuống từ một độ cao hơn 50 mét. Và chúng tôi rời Trung Hoa lúc 2 giờ 30 chiều bằng cửa Shima, nằm trên ngọn đèo cao khoảng 60 mét trên bình nguyên này.